Diệm thứ hai là người cha rất thân thương của chú rể, người mà cách đây hơn 30 năm trước đã ra đi để lại một người vợ và bốn con côi cút. Nhưng với sự yêu thương đùm bọc của người mẹ, nay bốn người con ấy đã trưởng thành, trong đó có chú rể hiện diện ngay trước mặt đây. Trong giây phút thiêng liêng này, xin mời mẹ chú rể có đôi lời với những bậc đã khuất. Con được giữ nước Mỹ là được có ngày hôm nay. Con không bao giờ nói lời cảm ơn bố. Con xin tạ ơn Chúa. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ một lời. Con cũng bao giờ cảm ơn mẹ được với mẹ ơi. Sau khi chồng con chết, mẹ lo cho con nhiều thứ. Con với con là hôm nay mẹ. Hôm nay thật sự theo như lúc mẹ đi lấy vợ của mẹ. Cảm ơn mẹ đã đồng yêu chúng con để cho con với con đã có gia đình. Từng ngày con quyết định đi lên vợ, đêm nào em cũng nói anh ơi bỏ cửa cho con đi. Con trai của anh sinh nó ra để anh mừng quá. Anh ôm nó đi để khoe làm số là anh có con trai. Nhưng mà sống hạnh phúc. Bây giờ anh đã có con dâu rồi nè. Có dâu rồi, có rể rồi. Thưa bầu cử con anh được nghe. Đó là những giây phút tâm tình của người mẹ thay mặt cho chú rể và cô dâu để trình lên bậc tổ tiên, những người đã khuất, những người đã ra đi trước cô dâu chú rể. Giờ đây cô dâu chú rể qua ba cây nhang thắp lên nén hương lòng để tỏ lòng thành kính tri ân những bậc sinh thành dưỡng dục ra mình, những bậc đã đi trước để lại những ân đức cho con cái. Thank you.
Và giờ đây, John và Catherine, với tất cả lòng thành kính tri ân với bậc tổ tiên của mình trước di ảnh của bà ngoại và người bố của mình, John và Catherine lại ba lại để tri ân. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công ơn sinh thành của người cha người mẹ là vô kể. Dù người cha đã mất, nhưng với sự tần tảo yêu thương, người mẹ đã nuôi nấng nuôi dạy nuôi người và nay đó dâu hờ về là một đứa con trong gia đình. John, khoảng thời gian hơn 30 năm qua không phải tự nhiên mà có, tất cả là sự dính dục nuôi nấng sinh thành của một người mẹ tần tảo mà chắc có lẽ hơn ai hết John là một người. Đôi khi cuộc sống của chúng ta bận rộn, ít khi chúng ta có dịp được thành tâm tâm tình của một người con. Đây là lúc khi mình biết nghe cái việc gia đình họ chắc chắn chúng ta có gì phút để nhìn lại.